Trong xã hội, hôn nhân luôn được coi là sự cam kết, khế ước nhằm xây dựng một gia đình ổn định và sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, chuyện ngoại tình thường xuyên xảy ra ngoài đời thực, gây đau khổ, hoang mang cho nhiều gia đình. Sự tồn tại của chuyện ngoại tình thường là chủ đề phức tạp và nhạy cảm, đặc biệt là khi hành vi này gây ra những tranh chấp tình cảm, vấn đề càng trở nên đáng suy ngẫm. Điển hình có thể nhận thấy được trong vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án Thế giới. Ngày 14 tháng 4 năm 2014, thời tiết ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây bắt đầu với một không khí rất mát mẻ. Mọi người lúc này đều đang chuẩn bị đi ra ngoài để làm việc, các công nhân vệ sinh cũng không ngoại lệ. Bà Liêu, 52 tuổi, là nhân viên vệ sinh đã có kinh nghiệm lâu năm. Hôm nay bà có nhiệm vụ không phải chỉ xử lý rác thải trong thành phố mà còn phải đi với các đồng nghiệp đến khu vực bờ sông để xử lý rác bị trôi theo dòng chảy. Khi đến khu vực bờ sông, bà Liêu nhìn thấy ở đây có rất nhiều rác, vậy nên họ quyết định chia hai nhóm, mỗi nhóm sẽ dọn dẹp ở một tụ điểm khác nhau. Lúc này, bà Liêu đưa mắt hướng về phía bờ trên đầu con sông có một vật màu đen bị phồng lên. Bà tiến đến nhìn thì đó là một chiếc túi nhựa màu đen. Vì tò mò, bà Liêu đã mở túi ni lông ra. Ban đầu tưởng rằng ai đó vứt xác lợn thối, nhưng khi nhìn kỹ hơn, bà hoảng sợ và vội vàng gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, cảnh sát ngửi thấy mùi thối rữa cực kỳ nồng nặc. Họ cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường do trước đó một vài người dân nghe tin tức phát hiện tử thi, họ đã tò mò chạy đến xem. Cảnh sát phát hiện trong túi ni lông chứa tứ chi đã bị chặt đứt và dính đầy máu. Đối với cảnh tượng như vậy, một số sĩ quan trẻ tuổi khi nhìn liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đi cùng họ còn có nhân viên pháp y. Sau khi kiểm tra một phần của bộ xương, các bác sĩ pháp y đã xác định rằng người đã khuất là một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, do thi thể bị ngâm ở trong nước quá lâu nên không thể xác định được thông tin chi tiết hơn nên phải đưa về để xác định thêm. Mặc dù dựa trên manh mối tại hiện trường, cảnh sát đã suy đoán nạn nhân bị sát hại ở địa điểm khác và bị vứt lại trên con sông. Nhưng để tránh bỏ qua những manh mối khác, họ đã ngay lập tức triển khai tìm kiếm xung quanh bờ sông. Việc này được đánh giá là rất khó vì ở khu vực này có nhiều rác thải sinh hoạt bị trôi từ đầu nguồn xuống nên manh mối có thể bị lẫn trong đống rác khổng lồ này. Sau khi thảo luận ngắn gọn, khi quay lại đồn cảnh sát, các điều tra viên quyết định tập trung điều tra vào những người đàn ông gần đây được thông báo mất tích ở khu vực xung quanh. Ngay lập tức, manh mối đã xuất hiện. Người đến trình báo là một người phụ nữ 35 tuổi, tên Kiều. Cô cho biết chồng mình tên Họa Bảo Sơn, 37 tuổi, đã mất tích cách đây hơn một tuần. Sơn là người ham cờ bạc, đúng hơn là một con nợ có tiếng trong khu vực. Vì sự biến mất đột ngột của chồng đã khiến cho Kiều nghĩ rằng anh ta bỏ đi vì trốn nợ. Nhưng sau khi nghe tin cảnh sát tìm được thi thể ở bờ sông, Kiều nghi ngờ rằng đó có thể là chồng cô Họa Bảo Sơn. Tuy nhiên, dựa trên những sợi tóc và vân tay mà cảnh sát thu thập được tại nhà của Họa Bảo Sơn, kết quả khám nghiệm cho ra không trùng khớp với danh tính của nạn nhân này. Vì vậy, cũng có nghĩa là danh tính nạn nhân đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Cảnh sát chưa kịp đoán ra thì không lâu sau đã có người tới cửa. Anh ta khai rằng anh trai anh tên là Vương Mộ Cường đã biến mất vào ngày 30 tháng 3 và vẫn chưa được tìm thấy. Theo lý thông thường, anh trai Vương Mộ Cường sẽ luôn báo cáo tình hình cho gia đình anh dù bất kể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đã nửa tháng rồi, anh không nhận được tin tức gì và anh sợ rằng anh trai đã xảy ra chuyện gì đó. Sự thực quả thực đã chứng minh sự mất tích của Vương Mộ Cường có liên quan đến vụ án. Sau khi đối chiếu cơ sở dữ liệu thông tin DNA, cảnh sát phát hiện thi thể trên bờ sông hoàn toàn trùng khớp với thông tin của Vương Mộ Cường. Người quá cố tên Vương Mộ Cường, 40 tuổi, hiện đang làm thầu khoán. Ngoài ra, anh ta đang làm chủ của một quán trà ở địa phương. Vì tính chất công việc nên anh tiếp xúc với rất nhiều người, vì vậy mối quan hệ xã hội của Cường cũng vô cùng rộng. Liệu có phải anh ta có mối quan hệ bất hòa với ai đó hay không? Theo mô tả của anh trai Vương Mộ Cường khi còn sống đã kiếm được rất nhiều tiền với tư cách là một nhà thầu. Nhưng trong những năm gần đây, anh ta vướng vào các vụ kiện do tranh chấp, kinh tế gia đình ngày càng sa sút và nợ nước ngoài rất nhiều. Ngoài ra, về cuộc sống riêng tư của Vương Mộ Cường cũng không mấy tốt đẹp. Cuộc hôn nhân của anh có khá nhiều trục trặc, có tin đồn là do Vương Mộ Cường ngoại tình. Tuy chưa ly hôn nhưng hai vợ chồng đã ly thân hai nơi và đã có nguy cơ tan vỡ.
Có thể thấy, xung quanh Vương Mộ Cường có rất nhiều mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nghi ngờ có thể là chủ nợ, đối tác làm ăn, người tình hay cả chính người vợ đang ly thân của anh ta có thể là người gây nên tội ác. Với những manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng truy tìm những người có khả năng phạm tội nhất. Cuối cùng, họ đã liệt kê ra tên của 3 người. Triệu Thanh Vân, đối tác làm việc cũ, đồng thời cũng là người tình của nạn nhân. Lý Mộ Cảnh, người tình của Vương Mộ Cường và Mộng Thành Tuân, chủ nợ của Cường. Đầu tiên là nghi phạm Triệu Thanh Vân. Cho đến hiện tại, cô đang là người đáng nghi nhất. Khi cảnh sát điều tra biết được Vương Mộ Cường đang sống cùng với Lý Mộ Cảnh. Tuy nhiên, Cường lại thường xuyên ra ngoài trêu đùa nhiều phụ nữ. Trong đó người anh liên lạc nhiều nhất, không ai khác, chính là Triệu Thanh Vân. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã triệu tập Triệu Thanh Vân về đồn và được cô ta kể lại mối quan hệ của hai người họ. Triệu Thanh Vân vốn dĩ đã có gia đình, nhưng vì tài năng kinh doanh mà dường như cô ta mới là trụ cột trong nhà họ. Vào đầu năm 2013, Vân có cơ hội hợp tác và làm việc với Cường. Trái ngược với người chồng yếu ớt, không có năng lực ở nhà, Vương Mộ Cường lại là người nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi, không những thế ở trong kinh doanh cũng cực kỳ nhanh nhạy. Sau khi làm việc được một thời gian, cả hai bắt đầu có những cảm xúc vượt qua tình cảm đối tác. Cả hai người đều là những người thành đạt và thông minh, họ không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng ý kiến của mình. Cuối cùng vì vậy mà dần dần cũng vượt qua giới hạn. Nhưng việc gì đến cũng đến, dần đến cuối năm 2013, việc làm ăn của Cường liên tục thất bại. Anh không chỉ vay nợ ngân hàng mà còn nợ nần rất nhiều đối tác làm ăn. Trong đó tình nhân Triệu Thanh Vân có vẻ là người anh ta nợ nhiều nhất. Dù có tình cảm nhưng Vân biết rằng để kiếm được tiền không hề dễ dàng. Chưa kể Cường đang lâm vào tình cảnh khốn khổ. Khi cho Cường mượn tiền, cô lần nào cũng viết giấy nợ. Sau này chuyện tình cảm của họ cũng dần nhạt nhòa hơn. Vân cũng phát hiện ngoài mình ra anh ta còn rất nhiều người tình khác. Vậy nên cô đã dứt khoát chia tay và đòi lại tất cả số tiền Cường đã mượn nợ. Nhưng Cường làm gì có khả năng để trả, anh ta chỉ có thể năn nỉ cô và hứa rằng sẽ kết thúc tất cả các mối quan hệ kia, nhưng không được Triệu Thanh Vân đồng ý. Kể từ lần đó, Vân không còn gặp Cường nữa. Cô cũng đã xóa số và kết thúc mối quan hệ này. Khi đòi tiền, Vân sẽ trực tiếp gọi người đến để đòi nợ và Cường mỗi lần như thế chỉ có thể trả từng chút một. Lúc này, Triệu Thanh Vân đã đưa ra bằng chứng cụ thể, cho thấy từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 4, cô không có mặt tại Giang Tây, mà đã đi công tác ở nước ngoài. Vì vậy, nên mọi nghi vấn về cô cũng bị loại trừ. Người tiếp theo là Lý Mộ Cảnh, nhân tình sống cùng Vương Mộ Cường. Khi cảnh sát vây bắt Cảnh là lúc cô ta đang trên đường đi đến sòng bài. Cô ta ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh sát và nói rằng họ đã bắt nhầm người. Lý Mộ Cảnh cho biết, mình quả thật sống chung với Vương Mộ Cường, thậm chí cô ta còn bỏ gia đình theo anh và theo kế hoạch thì đến cuối năm nay hai người sẽ kết hôn sau khi Cường ly hôn với vợ chính thức. Tuy nhiên Cảnh cho biết, dạo gần đây Cường thường xuyên trở về nhà rất trễ, mỗi lần như vậy anh đều nói do mình bận công việc. Việc làm ăn không tốt nên phải thường xuyên gặp đối tác. Thấy người yêu như vậy, Cảnh rất đau xót và cố gắng chăm sóc anh tốt nhất có thể. Cảnh cho biết, kể từ ngày 30 tháng 3, cô đã không còn gặp Cường nữa. Cô nghĩ rằng có thể do chuyện hôn nhân và Cường đang bàn chuyện ly hôn nên cần thời gian giải quyết với vợ. Mãi đến khi cảnh sát đến gặp, Lý Mộ Cảnh mới biết người yêu đã bị sát hại. Cô vô cùng đau lòng và khóc lóc inh ỏi. Nhận thấy quả thật Lý Mộ Cảnh không có động cơ giết người nên tạm thời cảnh sát đã tiếp tục điều tra nghi phạm số 3, Mộng Thành Tuân. Mộng Thành Tuân được biết là người cuối cùng gặp Vương Mộ Cường. Vào ngày 30 tháng 3, Tuân và Cường hẹn gặp nhau tại một quán nhậu, mục đích là để bàn bạc về chuyện tiền nợ của Cường. Cường hứa rằng anh ta sẽ trả hết toàn bộ số tiền cho Tuân vào tháng 5 và hy vọng Tuân có thể cho mình thêm thời gian. Nghe vậy, Tuân cũng đồng ý và ngày hôm đó cả hai rất vui vẻ nhậu cùng nhau. Đến khoảng 9 giờ tối, Tuân và Cường cùng nhau ra khỏi quán, cả hai đến bãi đỗ xe thì xảy ra một số tranh chấp và cuối cùng Tuân bỏ về trước. Cảnh sát đã nhanh chóng trích xuất camera giám sát và phát hiện quả thật cả hai đã gặp nhau tối hôm đó. Tuy nhiên, camera tại khu vực bãi đỗ xe lại bị khuất tầm nhìn nên họ không thể xem được sự việc xảy ra ngày hôm đó. Nhưng điều kỳ lạ là sau khoảng 30 phút, cảnh sát vẫn không thấy xe của Vương Mộ Cường ra khỏi khu vực này. Và bất ngờ hơn là lúc 9 giờ 37 phút tối, xe của Mộng Thành Tuân lại quay lại.
Sự việc này là như thế nào? Tại sao Tuân lại không khai ra chi tiết này? Sau khi cảnh sát phát hiện, cuối cùng Tuân cũng chịu khai ra sự thật. Tuân kể, sau khi rời đi khoảng 20 phút, thì Vương Mộ Cường đã nhắn tin cho anh ta và nói rằng anh hãy quay lại bãi đỗ xe. Sau khi đến nơi, Cường đột nhiên xông vào đánh vào mặt tôi, anh ta còn chửi tôi là đồ khốn nạn cho vay cắt cổ, Mộng Thành Tuân kể lại. Sau đó cả hai đã xảy ra xung đột và cuối cùng đến khoảng 10 giờ tối thì anh rời đi. Cảnh sát ngay sau đó cũng tìm thấy camera an ninh tại cây xăng nơi Vương Mộ Cường ghé qua, chứng tỏ sau đó anh ta đã không xuất hiện cùng với nghi phạm Mộng Thành Tuân. Lúc này, sự việc quả thật đang bị dồn vào bế tắc. Cảnh sát đã chia đội tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thêm được bất kỳ manh mối nào. Ngay lúc này, sự xuất hiện của một nhân chứng đã làm thay đổi tất cả. Nhân chứng là một ông lão họ Mạc. Ông Mạc kể lại, vào rạng sáng ngày 31 tháng 3, vì ông có thói quen dậy sớm tập thể dục, nên hôm đó ông đã quyết định đi về hướng bờ sông. Lúc đi ngang qua địa điểm này, ông nhìn thấy ở trên cầu có một dáng người đã vứt một túi rác xuống dưới. Ông Mạc chỉ thầm nghĩ người này thật sự rất vô văn hóa. Vì trời còn khá tối, thêm mắt yếu nên ông Mạc không nhìn thấy rõ mặt. Chỉ biết được người này là một cô gái. Thấy ông lão tiến đến gần, cô gái nhanh chóng rời đi trước sự chứng kiến của ông lão. Cảnh sát rất vui mừng với thông tin có ích này. Trong số 3 nghi phạm chỉ có 2 người là phụ nữ. Tuy nhiên Triệu Thành Vân thời gian xảy ra án mạng không có mặt trong nước. Vậy người còn lại có khả năng cao chính là hung thủ. Lần này, cảnh sát trực tiếp tìm đến nhà thuê của Lý Mỗ Cảnh. Khi cảnh sát mở cửa, Cảnh đã ra mở nhưng lại rất chần chừ, không dám mời họ vào trong. Trong nhà có rất nhiều đồ cá nhân của tôi chưa dọn dẹp, tôi nghĩ nếu các anh muốn lấy thông tin gì từ tôi thì chúng ta hãy đến nơi khác, Cảnh nói. Nhận thấy thái độ lảng tránh của Cảnh, cảnh sát không hề do dự mà yêu cầu cô đưa họ vào trong nhà. Vừa vào bên trong nhà, cảnh sát đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Rõ ràng Cảnh nói ở trong nhà mình bừa bộn, nhưng cảnh sát lại thấy căn phòng này vừa được dọn dẹp rất sạch, sạch đến độ như thể là đang cố gắng xóa đi dấu vết gì đó. Một cảnh sát tiến vào trong bếp và nhìn kỹ xung quanh thì bất ngờ phát hiện được một vết máu rất nhỏ, còn dính ở phần khe lót của nền gạch. Anh vừa định cúi người xuống nhìn kỹ hơn thì Lý Mỗ Cảnh liền la lên. Đúng rồi, tôi nhớ ra một chi tiết. Các cảnh sát nhanh chóng bị cô ta thu hút sự chú ý. Duy nhất viên cảnh sát đang ở trong nhà bếp thì vẫn cúi xuống tiếp tục điều tra. Lúc này, Lý Mỗ Cảnh đột nhiên ngồi sụp xuống đất. Cô ta vừa khóc vừa nói, là tôi, chính tôi đã giết anh ấy. Chúng tôi yêu cầu cô nói lại, cảnh sát nhìn Cảnh hỏi. Lý Mỗ Cảnh vừa khóc vừa run run lên tiếng, tôi chính là hung thủ, các anh không cần điều tra nữa đâu. Ngay chính lúc này, cuối cùng hung thủ của vụ án cũng chịu cúi đầu nhận tội. Cảnh sát ngay lập tức đưa cô ta trở về đồn để thẩm vấn. Theo lời kể của Lý Mỗ Cảnh, cuối tháng 9 năm 2012, Lý Mỗ Cảnh tìm được việc làm nghệ nhân pha trà ở trong quận. So với công việc trước đây của cô trong một nhà máy điện tử thì công việc nghệ nhân pha trà dễ dàng hơn nhiều và cô cũng có thể nhận được tiền hoa hồng từ việc bán trà. Lý Mỗ Cảnh rất hài lòng với công việc này. Chủ quán trà Vương Mộ Cường hơn Lý Mỗ Cảnh khoảng 5 tuổi nhưng lại thành công trong sự nghiệp. Vì việc kinh doanh trà ngày càng phát đạt, không thể trông coi cửa hàng được nữa nên đã tuyển Lý Mỗ Cảnh về giúp việc. Lý Mỗ Cảnh rất ghen tị khi nhìn thấy Vương Mỗ Cường vừa đẹp trai và có năng lực. Dù sao thì anh ta cũng chỉ hơn cô vài tuổi nhưng đã lập nghiệp, không chỉ là chủ quán trà mà còn là một nhà thầu khoán. Sau vài tháng làm việc, Lý Mỗ Cảnh phát hiện ra rằng mặc dù Vương Mộ Cường có đeo nhẫn cưới nhưng cô ta chưa bao giờ thấy vợ Cường đến cửa hàng để giúp đỡ. Sau khi hai người dần dần thân thiết với nhau hơn, họ bắt đầu trò chuyện với nhau với tần suất càng nhiều. Trong một lần họ đi ăn tối cùng nhau, Lý Mỗ Cảnh đã hỏi Cường về thắc mắc bấy lâu nay của mình và được Vương Mộ Cường nói rằng vợ anh ta còn trẻ và có triển vọng, lại thừa kế công việc kinh doanh của gia đình nên coi thường công việc kinh doanh trà nhỏ của anh. Mối quan hệ giữa hai người từ lâu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nghe xong lời này, không biết vì sao trong lòng Lý Mỗ Cảnh lại có cảm giác kỳ lạ. Cô ta cảm thấy rất vui mừng sau khi nghe tin vợ chồng Vương Mộ Cường không thân thiết. Từ lần đó, mỗi lần trở về nhà với chồng, Lý Mỗ Cảnh cảm thấy rất chán ghét. Lý Mỗ Cảnh luôn không ưa chồng mình, dù sao, ngày nào cô ta cũng làm việc với một ông chủ vừa lịch sự, vừa có văn hóa, làm sao có thể sống cùng với một người chồng, kiếm ít tiền, lại lười biếng như thế này. Kết quả là Lý Mỗ Cảnh bắt đầu mất bình tĩnh với chồng không kiểm soát,
thậm chí còn mắng chồng vì chiếc bát mà con gái cô vô tình làm vỡ, khiến chồng cô ta rất khó chịu. Trong những ngày tiếp theo, tình cảm giữa nhân viên và ông chủ ngày càng khăng khít hơn. Trong bữa ăn tiếp theo, Vương Mộ Cường đã thổ lộ tình cảm của mình, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên mơ hồ. Đến mức có nhiều vị khách ở trong tiềm thức tin rằng hai người là hai vợ chồng và thường trêu chọc họ. Vương Mộ Cường và Lý Mộ Cảnh nghe những lời này chỉ mỉm cười mà không giải thích gì thêm. Lý Mộ Cảnh ngày càng bắt đầu chú ý hơn đến việc trải chuốt và ngoại hình của mình, đồng thời bắt đầu chi rất nhiều tiền để đăng ký các lớp học yoga với mục đích rằng trông cô ta sẽ không giống với một người phụ nữ đã sinh con. Những hành vi bất thường này của Lý Mộ Cảnh khiến chồng cô ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng kể từ khi vợ ngày càng xinh đẹp, người chồng lại tự nguyện đảm nhận thêm công việc nhà và đưa con gái đi học. Lý Mộ Cảnh đã sống trong một gia đình đơn thân từ khi còn nhỏ. Trước khi Lý Mộ Cảnh được sinh ra, cha cô đã bỏ rơi gia đình và đến một thành phố khác. Lý Mộ Cảnh lớn lên với những lời phàn nàn của mẹ cô và thiếu sự chăm sóc của một gia đình. Sau khi bỏ học cấp 3 và làm việc trong một nhà máy, Lý Mộ Cảnh đã rất chăm chỉ làm việc để bổ sung thu nhập cho gia đình. Cô đã tự mình tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn và đạt được nhiều chứng chỉ nhờ sự nỗ lực của chính mình. Trong thời gian đăng kỳ thi, cô ta gặp chồng mình là Trương, một giáo viên làm việc trong một cơ sở đào tạo. Trong quá trình tiếp xúc với Lý Mộ Cảnh, Trương cũng dần yêu cô gái chăm chỉ này và bắt đầu theo đuổi Lý Mộ Cảnh. Trong khi đó, Lý Mộ Cảnh còn mù mờ về tình yêu, cô chỉ cảm thấy Trương rất tốt với mình nên đã đồng ý để Trương theo đuổi. Ngay sau đó, cả hai đã đồng ý về món quà đính hôn và chọn một ngày thích hợp để tổ chức một đám cưới đơn giản. Sau khi kết hôn, Trương không còn quan tâm như khi yêu, khiến cho Lý Mộ Cảnh cảm thấy có khoảng cách. Tuy nhiên lúc này, Lý Mộ Cảnh phát hiện mình có thai và cô ta rất vui vẻ chờ đợi sự xuất hiện của cuộc đời bé nhỏ của mình. Sau khi Lý Mộ Cảnh sinh con thành công, cô ta bị trầm cảm sau sinh. Cô luôn cảm thấy không có ai yêu thương mình. Trái tim của cả gia đình đều tập trung vào con gái mình. Sau khi phát hiện chuyện này, Trương đã nhanh chóng đưa vợ đi khám bác sĩ tâm lý và phải đến khi con gái có thể tự ăn uống thì bệnh tình mới thuyên giảm. Việc nuôi dạy con cái kiệt sức khiến Lý Mộ Cảnh không thể tiếp tục làm việc trong nhà máy điện tử, nên cô ta đã tìm kiếm một công việc dễ dàng hơn ở trên phần mềm tuyển dụng địa phương. Tình cờ Vương Mộ Cường lúc này vừa đăng tuyển nhân viên pha trà kiêm nhân viên bán hàng. Còn Lý Mộ Cảnh thì lại tình cờ đậu chứng chỉ trà sư trước khi kết hôn nên đã đến phòng trà để phỏng vấn. Mối quan hệ giữa Vương Mộ Cường và Lý Mộ Cảnh ngày càng trở nên thân thiết. Vương Mộ Cường thỉnh thoảng bắt đầu đưa Lý Mộ Cảnh đi dự tiệc. Anh ta còn đưa Lý Mộ Cảnh đến các cửa hàng trang sức sang trọng và mua quần áo cho Lý Mộ Cảnh với lý do cô phải chú ý đến hình ảnh của anh khi đi bàn chuyện kinh doanh. Điều này càng khiến cho Lý Mộ Cảnh khâm phục anh hơn. Lý Mộ Cảnh thường xuyên mang đồ trang sức xa xỉ về nhà, điều này khiến chồng cô nghi ngờ. Anh hỏi cô làm sao có thể mua được những thứ đắt tiền như vậy với mức lương vài nghìn một tháng. Lý Mộ Cảnh tức giận nói, tôi phải dành dụm mấy tháng trời, anh nghĩ chỉ với lương 3.000 nhân dân tệ của anh có thể nuôi sống gia đình được không? Anh đang nghĩ tôi lấy tiền của anh để mua chắc. Chồng cô ta nghe vậy cũng chỉ đành phải nuốt cơn giận vì con gái, tự an ủi rằng thứ vợ mua có lẽ là hàng giả. Cho đến một ngày, Vương Mộ Cường đưa Lý Mộ Cảnh đi dự tiệc tối như thường lệ. Trong bữa tối, Lý Mộ Cảnh được mời uống mấy ly rượu. Sau đó trong cơn say, cô cùng với ông chủ Cường đã quan hệ trong phòng vệ sinh trên tầng 2 của trà quán. Tưởng rằng đó chỉ là sự bất chợt, nhưng hai người thật sự đã rất thỏa mãn và tận hưởng chuyện này. Từ đó về sau, Lý Mộ Cảnh thường xuyên về nhà rất trễ. Cô ta nói với chồng rằng công việc kinh doanh thuận lợi phải tăng ca, nhưng thực tế là tối nào cũng ở trong quán trà cùng với ông chủ. Qua một thời gian, Lý Mộ Cảnh dần dần không hài lòng với mối quan hệ với chồng và đệ đơn ly hôn với Trương. Trương nghe xong không hiểu tại sao vợ lại đột ngột đệ đơn ly hôn. Anh cho biết vì sự trưởng thành của con gái, anh sẽ không đồng ý ly hôn bây giờ mà phải đợi đến khi con gái vào đại học thì anh ta mới tính đến chuyện này. Tuy nhiên, trong lòng Lý Mộ Cảnh lúc này đã không còn chỗ cho chồng và con gái. Cô ta chỉ muốn lấy lại tự do càng sớm càng tốt và nhanh chóng trở thành bà chủ quán trà nên đã đe dọa Trương bằng chính mạng sống của mình. Cô ta khóc lóc vì những bất bình khi sống chung với Trương trong những năm này, cho rằng nếu Trương không ký vào thỏa thuận ly hôn, cô ta sẽ tự kết liễu mình. Nhớ đến tình trạng trầm cảm sau sinh trước đây của vợ, Trương không dám mạo hiểm đấu tranh với Lý Mộ Cảnh nên đành miễn cưỡng đồng ý ly hôn.
đồng thời thương lượng tìm cách để không bị con gái phát hiện. Anh muốn Lý Mộ Cảnh thỉnh thoảng quay lại xem và chăm sóc cảm xúc của con gái và được cô ta đồng ý. Sau khi ly hôn, Lý Mộ Cảnh chuyển đến căn nhà do Vương Mộ Cường thuê cho cô theo ý muốn của cô ta. Hai người bắt đầu sống như vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, bất chấp sự thúc giục của Lý Mộ Cảnh nhiều lần, Vương Mộ Cường vẫn không ly hôn với vợ. Điều này khiến Lý Mộ Cảnh rất tức giận. Cô ta bất mãn cho rằng mình vì anh mà ly hôn và từ bỏ con. Nhưng Vương Mộ Cường luôn viện đủ lý do để bào chữa cho chuyện hôn nhân của anh. Cho đến một lần, Vương Mộ Cường đưa Lý Mộ Cảnh đi ăn tối. Một ông chủ đã nói đùa: "Này, ông chủ Vương của chúng ta lần nào cũng thay đổi phụ nữ, đúng là người có tiền, cách yêu cũng khác." Vương Mộ Cường chỉ cười và nói đừng đùa nữa, nhưng Lý Mộ Cảnh nhạy cảm vẫn để mắt tới. Sau khi Vương Mộ Cường say xỉn ngủ quên vào ban đêm, cô ta đã lén kiểm tra điện thoại di động và phát hiện ra rằng anh ta vẫn đăng bài trên một phần mềm xã hội khác và nhắn tin cho nhiều người phụ nữ. Sau ngày hôm đó, cô ta đã cãi nhau với Vương Mộ Cường. Vương Mộ Cường thề sẽ không bao giờ lừa dối nữa và hứa với Lý Mộ Cảnh sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Sau đó anh ta đã dỗ dành Lý Mộ Cảnh quay lại. Lý Mộ Cảnh sau khi nhận được lời hứa của Vương Mộ Cường rất vui vẻ. Thời gian rảnh rỗi, cô thường đến các cửa hàng đồ cưới để chọn váy cưới và chuẩn bị cho đám cưới trong mơ của mình. Tuy nhiên, Vương Mộ Cường chưa bao giờ có ý định ly hôn, điều này khiến Lý Mộ Cảnh phát hiện ra và nhiều lần tranh cãi. Lúc này, phía Vương Mộ Cường cũng bắt đầu gặp một số rắc rối. Anh ta liên tục nợ nước ngoài và kinh tế ngày càng sa sút. Để tạm thời giải quyết, Cường đã thuyết phục Lý Mộ Cảnh đứng tên vay tiền từ ngân hàng giúp mình. Vì người thương, Lý Mộ Cảnh cũng đồng ý với yêu cầu này. Về phía chồng cũ là Trương, sau khi hai người ly thân, anh đã nhìn thấy cảnh vợ đi cùng với người đàn ông khác và đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh bình tĩnh nói với cô rằng anh không thể ly hôn vì con, còn Vương Mộ Cường có vài người tình khác và cô chỉ là một trong số họ. Lý Mộ Cảnh không thể chấp nhận sự thật này và cô ta tin rằng Vương Mộ Cường là một quý ông lịch lãm nên cô không cãi nhau với Vương Mộ Cường mà muốn âm thầm gây ảnh hưởng đến anh ta bằng hành động. Lý Mộ Cảnh tin rằng chỉ cần cô ta ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian, chắc chắn Cường sẽ cưới cô ta. Vào tối ngày 30 tháng 3 năm 2014, Vương Mộ Cường say khướt trong một bữa tiệc tối. Sau khi bất tỉnh về nhà, anh ta nhầm tưởng Lý Mộ Cảnh là một tình nhân khác và liên tục gọi cô ta bằng tên tình nhân khác trong giấc ngủ. Nghe xong Cảnh rất đau lòng. Trong một thời gian dài như vậy, tình yêu mãnh liệt của cô ta từ yêu đã biến thành hận thù và giận dữ vì sự phản bội của người yêu. Nhìn người yêu một hồi lâu, Lý Mộ Cảnh đứng dậy và bí mật đến hiệu thuốc để mua một số loại thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc vào sáng sớm trước khi Vương Mộ Cường thức dậy. Bí mật trộn chúng với cháo và ép Vương Mộ Cường đang nửa tỉnh nửa mê uống. Một lúc sau, Vương Mộ Cường bị đầu độc và tử vong. Lý Mộ Cảnh thấy Vương Mộ Cường không phản ứng, liền bình tĩnh lại. Lý Mộ Cảnh kéo Vương Mộ Cường vào bếp và dùng dao làm bếp phân xác anh ta ra và đóng gói vào túi nhựa màu đen có kích cỡ khác nhau. Lý Mộ Cảnh ném những túi rác nhỏ hơn vào trạm tái chế rác gần khu dân cư, buộc những túi rác lớn hơn bằng đá rồi ném xuống sông. Cô hy vọng chúng sẽ chìm xuống đáy sông và tội ác của cô ta cũng bị lấp chìm. Sau khi buộc chặt, chiếc túi trôi xuống sông và bị giạt lên bờ, cuối cùng được bà Liêu phát hiện. Qua lời thú tội của Lý Mộ Cảnh, cảnh sát đã tìm thấy thêm một số túi nhựa khác và liên lạc với gia đình hai bên. Vợ của Vương Mộ Cường rất đau buồn và hối hận vì đã không ngăn chặn kịp thời hành vi lăng nhăng của Vương Mộ Cường để anh ta lừa dối rất nhiều phụ nữ. Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát đã chuyển hồ sơ và bằng chứng cho tòa án cấp cao để xét xử. Cuối cùng, tòa kết án Lý Mộ Cảnh về tội cố ý giết người, kết án tử hình và tước bỏ các quyền chính trị của cô suốt đời. Trong trường hợp này, Lý Mộ Cảnh tin rằng cô ta đã bị Vương Mộ Cường lừa dối, khiến cô ta mất cả gia đình và tiền bạc. Cuối cùng, cô đã giết Vương Mộ Cường vì tức giận và phân xác anh ta rồi ném xuống sông. Từ đó có thể thấy động cơ chủ quan gây án của Lý Mộ Cảnh là vì trả thù và ghen tuông, đồng thời có ý định kết liễu mạng sống của Vương Mộ Cường. Thủ phạm đã đập tan toàn bộ công sức hy sinh mà cô ta đã trải qua trong thời gian qua. Sau đó, Lý Mộ Cảnh dùng mưu kế để giết Vương Mộ Cường, sau đó chặt xác và vứt xác. Đây cấu thành tình tiết phạm tội khách quan về tội cố ý giết người. Tóm lại, tòa kết luận rằng hành vi của Lý Mộ Cảnh cấu thành tội cố ý giết người
tức là tước đoạt mạng sống của người khác một cách có chủ ý và trái pháp luật. Theo Điều 232 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tội cố ý giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác một cách cố ý và cực kỳ nghiêm trọng. Việc Lý Mộ Cảnh phân xác sau khi gây án là một sự việc nghiêm trọng về tội cố ý giết người và theo pháp luật phải nhận án tử hình hoặc tù chung thân. Cuối cùng, cô ta đã phải trả giá đắt cho hành động của mình và bị tòa tuyên án tử hình. Pháp luật công bằng và dứt khoát, khi Lý Mộ Cảnh có ý định giết người và ra tay, cuộc đời của cô ta từ khi đó đã chấm dứt. Hành vi của Vương Mộ Cường chắc chắn là vô đạo đức và bị người đời coi thường. Nhưng nếu Lý Mộ Cảnh có thể giữ khoảng cách và giữ mình trong sạch thì làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Lý Mộ Cảnh luôn cho rằng Vương Mộ Cường đã hãm hại cô, nhưng việc cô đã bỏ rơi cả gia đình mình vì niềm vui nhất thời, cô không có trách nhiệm gì sao? Khi mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, Lý Mộ Cảnh không những không kịp thời ngăn chặn sự mất mát mà còn tiếp tục đặt hy vọng vào Vương Mộ Cường. Điều này dù thế nào đi nữa cũng là một điều không khôn ngoan. Bộ luật dân sự quy định, vợ, chồng phải chung thủy tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, các thành viên trong gia đình phải kính trọng người già, thương con, giúp đỡ lẫn nhau và duy trì hôn nhân bình đẳng, hòa thuận, văn minh. Ngược lại, cô ta ngày càng lún sâu vào vũng lầy, vào thời điểm cuối cùng cô ta hiểu ra cũng chưa muộn mà cô ta lại lựa chọn kết thúc tất cả bằng cách tiêu diệt cả hai. Ngoài ra, Lý Mộ Cảnh còn đứng tên chính mình giúp Vương Mộ Cường vay tiền. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cô ta rơi vào cảnh đó. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những tình huống bạn bè gặp khó khăn. Khi gặp yêu cầu của bạn bè người thân, chúng ta có thể đưa ra sự giúp đỡ phù hợp theo khả năng của mình. Việc giúp đỡ họ vay tiền là điều không tốt nếu chúng ta không biết khả năng chi trả của họ. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy hung thủ trong vụ án này như thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ An Thế Giới.